Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn dạo quanh những cái khu phố, những khu dân cư thuộc phường An Phú Đông, quận 12 để gửi đến cô chú anh chị xem tình hình bà con sinh sống tại phường An Phú Đông, quận 12 bây giờ thay đổi ra sao nha anh chị. Thì em đang có mặt trên đường Dường Lại. Thì con đường Dường Lại thì em cũng có quay nhiều cái video rồi, là một trong những con đường huyết mạch mà. Thì em sẽ chạy dạo vào những cái tuyến đường xóm dân cư bên trong khu vực các tuyến đường nhánh để xem tình hình như thế nào. Thì em sẽ rẽ vào cái đường An và đường An Phú Đông 3 nha anh chị. An Phú Đông 3 là cái đường dẫn vào cái ủy ban nhân dân phường An Phú Đông. Thì nhà cửa xây dựng trong cái khu dân cư cũng rất là bài bản. Khu vực đây là khu vực dẫn vô phường nè, ngay chỗ phường thì có một mảnh đất trống rất là to. Đây là đường An Phú Đông 3. Còn ở đây có một cái chùa nè anh chị. Đối diện cái khu vực này là cái ủy ban nhân dân phường An Phú Đông, cũng rất là khang trang anh chị. Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông 12, ở đặc biệt ở khu vực phường An Phú Đông là các cái sân bóng mini rất là nhiều anh chị. Gần khu vực Gò Dấp, ngay đường Dường Lài qua cái cầu là chúng ta sẽ tới cầu An Phú Đông anh chị, là chúng ta sẽ tới trung tâm quận Gò Dấp, nên là cái sinh viên đại học công nghiệp ra đây đá banh rất là nhiều. Đặc biệt ở khu vực An Phú Đông là những cái con kênh đó, những cái con kênh rất là bây giờ cũng rất là khang trang, trồng hoa vỏ xe trên vỏ xe anh chị đó, con kênh rất là khang trang. Đây là đường phường An Phú Đông nha, An Phú Đông 09 à, theo những cái tuyến đường đặt là An Phú Đông 01, 02, An Phú Đông 03, 04 vậy đó anh chị. Là những cái tuyến đường nhánh. Nhà cửa hàng quán bây giờ cũng rất là khang trang, nói chung là giống dưới tỉnh nhưng mà khác xưa nhiều lắm anh chị, giờ khang trang hơn nhiều. Đường xá kết nối giao thông rất là bài bản ở trong những cái khu dân cư đó anh chị, đường cũng khá là rộng rãi nha. Nhà trên này cũng xây rất là nhiều cái nhà sân sân vườn rất là đẹp, nhà rất là rộng rãi luôn đó. Chạy một tí là có một cái con kênh, dọc theo con kênh là cũng hàng quán cà phê đó, những cái con kênh rạch ở quận ở phường An Phú Đông quận 12 cũng rất là nhiều anh chị. Đây là xóm dân cư nè, đó nhà coi nè, nhà cũng rất là bề thế anh chị đó, nhà mở quán cà phê nè rất là bề thế, không rất là đẹp, đường xá rất là khang trang đó. Đây công ty hay cái nhà gì quá hoành tráng luôn chị, quá hoành tráng luôn, cái nhà bị phủ á. Chạy một đoạn là có một cái con kênh, chạy một đoạn có con kênh anh chị đó, con kênh rạch. Ở đây là trường tiểu học Phạm Văn Chiêu, trường tiểu học Phạm Văn Chiêu phường An Phú Đông quận 12. Chạy ra ngoài là chúng ta tới quốc lộ rồi anh chị đó, chạy ra ngoài tới quốc lộ. Ở đây là trường trung học cơ sở An Phú Đông anh chị, dọc để anh chị xem những cái khu dân cư ở những tuyến đường nhánh tại phường An Phú Đông, quận 12. Anh chị xem thay đổi gì so với ngày xưa. Anh chị nhiều năm không quay lại An Phú Đông, quận 12 thì anh chị thông qua video anh chị đánh giá. Đó, ở đây là quốc lộ, quốc lộ 1A rồi. Đó, quốc lộ xe chạy rất là nhộn nhịp, phường An Phú Đông giáp với quốc lộ mà anh chị. Đó, gọi đến anh chị nha. Chúng ta quay lại nha, quay lại con đường Nguyễn Thị Nhân. Chiếm cái đường Nguyễn Thị Nhân là một trong những cái tuyến đường cũng khá là to. Ở đây là đường An Phú Đông 09 anh chị. Đó, trường đạt chuẩn quốc gia nè, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia anh chị, đường An Phú Đông á, với những cái con kênh tí là có con kênh bây giờ cũng khá là bài bản anh chị.
Nhưng mà đặc biệt ở An Phú Đông quận 12 nhiều con kênh vẫn còn ô nhiễm rất là nhiều. Đó, nhìn lại cái căn biệt phủ ở phường An Phú Đông. Đó, quá đẹp luôn, số 15 đường An Phú Đông 09 à. Quá đẹp. Chúng ta rẽ vào cái đường Nguyễn Thị Nhuận nha. Nguyễn Thị Nhuận là một trong những cái tuyến đường cũng khá là khang trang. Đó, nhà cửa anh chị nhìn ngắm mà, khu dân cư ở phường An Phú Đông rất là bài bản đó chứ. Đó, bây giờ nhà khang trang và xanh sạch đẹp hơn xưa rất là nhiều anh chị. Đất ở An Phú Đông bây giờ đâu đơn giản đâu anh chị. Đất An Phú Đông bây giờ rất là mắc luôn. Mặc dù là vùng rìa của Sài Gòn nhưng mà đất ở An Phú Đông bây giờ rất là mắc. Hàng quán kinh doanh buôn bán đường rất là rộng rãi luôn chị. Ga ra ô tô. Đó, công ty nhà xưởng nè, ASEAN nè, công ty nước ngoài nè. Ở trên đây rất là nhiều cái khu vực nhà xưởng. Đó, nhà có trồng hoa giấy nè, đó, có sân vườn, nhà cấp 4 thôi, nhà ngày xưa thôi. Nhưng mà đất rất là rộng. Đó, cũng quán cà phê đầy đủ nha anh chị. Đường xá xe chạy rất là thoải mái anh chị. Tại vì lưu lượng xe ít anh chị, dùng ven Sài Gòn mà. Đó, dân cư rất sống rất là thoải mái. Thật sự ra nói chung là cũng An Phú Đông thì cũng không cách trung tâm nhiều lắm anh chị, băng qua đường Vườn Lài hoặc là cầu Bến Phân, băng cái khu Thành Lộc anh chị. Hoặc là Thạnh Xuân thì chúng ta để về cầu Bến Phân cũng qua Gò Vấp, và cái cầu An Phú Đông cũng qua trung tâm quận Gò Vấp ngay ngã năm Chuồng Chó anh chị. Đó, rất là gần. Đó, nhà đẹp chưa, trồng hoa giấy đẹp chưa. Đó, ở đây có một cái biệt phủ nữa nè, cái tường cao đó, tường cao không thấy gì trọng luôn. Đó, nhà không, nhà rất là đẹp luôn, đất rộng luôn anh chị. Cũng hàng quán cà phê kinh doanh buôn bán rất là nhiều. Gửi đến cô chú anh chị nha, tình hình kinh doanh buôn bán. Đó, cái cổng nhà này, vậy là biết rồi, nhà rất là đẹp. Nói chung là An Phú Đông là một cái vị trí rất là đẹp luôn anh chị, rất là đẹp luôn. Nói chung là vùng rìa của Sài Gòn nhưng mà đặc biệt cái vị trí của An Phú Đông rất là đẹp luôn. Nên đất của An Phú Đông bây giờ cũng còn nhiều. Tuy nhiên là mà mua chắc hết nổi là anh chị. Đó, ở đây rất là nhiều cái sân bóng nhân tạo. Ở đây là sân bóng đá An Lộc anh chị. Đó, cũng đang cải tạo sân bóng nè. Rất là nhiều cái sân bóng mini ở trên đường phường An Phú Đông. Đó. Bây giờ khang trang hơn nhiều anh chị, quá khang trang. Cư dân sinh sống anh chị nhìn ngắm qua hình ảnh anh chị cảm nhận nha. An Phú Đông bây giờ chứ không phải như ngày xưa nữa. Đường xá kết nối giao thông rất là thuận tiện. Ngày xưa đi cầu An Phú Đông để qua phường An Phú Đông, bây giờ là có cầu An Phú Đông thì băng qua cái là tới trung tâm của Gò Vấp anh chị. Là rất là thuận tiện. Đường xá, hàng quán, kinh doanh buôn bán rất là sơm luôn. Và đặc biệt là em thích cái chỗ An Phú Đông là tình hình xe cộ anh chị. Xe cộ rất là nói chung là đây là cầu đất sét anh chị. Nói chung là không có nhiều nên mình chạy xe rất là thoải mái. Là cầu sét. Đó, dưới cầu sét có quán cà phê nè. Đó, khu dân cư. Cái quán cà phê, những cái hotel. Đó, cũng rất là bài bản. Ở đây là phường Thành Lộc, qua cái cầu xét là tới phường Thành Lộc rồi anh chị. Đó, những cái khu dân cư bên rìa Sài Gòn đó anh chị. Đó, qua ở phường Thành Lộc rồi. Thành Lộc là giáp ngay cái khúc Hà Bụi Giáp anh chị. Hà Bụi Giáp thì quá sơm tụ rồi, phường Thành Lộc á. Đó, gửi đến anh chị nha. Những hình ảnh về khu vực An Phú Đông, quận 12. Đó, bên kia là chạy thẳng qua bên kia nè, là khu du lịch Bến Xưa. Đó, khu du lịch Bến Xưa, đây là đường Hà Bụi Giáp, một trong những tuyến đường rất là huyết mạch ở quận 12 nè anh chị. Đó, đây là vô khu du lịch Bến Xưa. Thôi, video về phường An Phú Đông, những khu dân cư bên trong phường An Phú Đông, quận 12 cũng đến đây là kết thúc. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh
để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.